Cô chú anh chị và các bạn, chúng ta đang đi tìm mua một mảnh vườn với ao hồ, nhà cửa, điện nước đầy đủ. Thì cô chú anh chị và các bạn, chúng ta nên quan tâm tới mảnh vườn này, bởi vì mảnh vườn này hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết để cô chú anh chị và các bạn chúng ta về đây, chúng ta sinh sống và lập nghiệp. Xin kính chào và cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn chúng ta đang dành thời gian theo dõi video này. Thưa cô chú anh chị và các bạn, đây là mặt tiền đường đất, đường liên thông, đường đi chung của làng của xóm. Và cái mặt đường này, mảnh vườn của chúng ta bám hơn 200 mét mặt đường chính này nha mọi người. Ở mảnh vườn này thì chúng ta đã có sẵn nhà xây, hai nhà, có điện đóm đầy đủ. Bây giờ cô chú anh chị và các bạn, chúng ta mua mảnh vườn này về thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta chỉ việc dọn đồ vào, chúng ta ở và chúng ta chăm sóc cây trồng rồi thu hoạch. Mặt tiền đường đi qua mảnh vườn của chúng ta chạy thẳng luôn nha mọi người, hơn 200 mét, không cong không cua. Và đi theo hướng này, cô chú chị và các bạn, chúng ta đi ra tới trung tâm trường chợ của xã Nam Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Thì cô chú chị và các bạn, chúng ta phải di chuyển mất 7 cây số, và trong 7 cây số này thì cô chú chị và các bạn chúng ta di chuyển 4 cây số là đường nhựa. Còn lại 3 cây số thì cô chú chị và các bạn chúng ta vừa di chuyển trên đường đất và vừa di chuyển trên đường bê tông. Mảnh vườn này thì có sẵn hai ngôi nhà ở kiên cố, có sân sướng rộng rãi và một thế đất cực kỳ đẹp để cô chú chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp. Với mảnh vườn này thì bác chủ nhà đã trồng đông đặc cà phê rồi, toàn bộ mảnh vườn đã được trồng, đã được phủ kín bằng cà phê. Tuy nhiên, số lượng cà phê đang cho thu chính như thế này thì chúng ta có khoảng là 1.200 cây cà phê đang cho thu chính, được bác chủ nhà trồng hàng, lối theo lối cực kỳ đẹp. Số lượng cà phê còn lại thì bước vào năm thứ 3, giai đoạn cho thu bói. Ngoài ra thì với mảnh vườn này, bây giờ vào cô chú chị và các bạn chúng ta cũng còn được thu hoạch hồ tiêu, và ước tính sản lượng hồ tiêu năm nay của chúng ta thì rơi vào khoảng là 1 tấn. Còn cà phê này, cà phê đang cho thu hoạch chính như thế này thì chúng ta có khoảng 1.200 cây cà phê đang cho thu hoạch chính. Trước đây mảnh vườn này là trồng đông đặc hồ tiêu nha mọi người. Tuy nhiên tiêu sau một cái thời gian mà canh tác thì bị già hóa, bởi vậy bác chủ nhà đã thay thế dần cây trồng. Ở phía dưới này thì chúng ta có 1.200 cây cà phê cho thu chính, rất là đẹp. Hình đất của mảnh vườn này thì cũng rất là đẹp. Đất của chúng ta vuông vắn, đất nở hậu. Mặt đường của chúng ta gần 200m, hơn 200m. Ở phía dưới thì chúng ta bám hồ, hồ rất là rộng. Hồ bao la nước để cô chú anh chị và các bạn chúng ta về đây chúng ta vừa tưới tắm, vừa nuôi cá. Thế đất của chúng ta thoải nhẹ từ trên xuống dưới, một thế đất cực kỳ dễ chịu. Từ đường vào phía nhà thì đất của chúng ta cơ bản là bằng, tiếp tới là đất của chúng ta thoải nhẹ xuống. Chất đất thì hoàn toàn là đất đỏ ba gian. Thì mảnh vườn mà mình giới thiệu đây có tổng diện tích đất đang sử dụng thực tế là gần 2,4 hectare. Đất thể hiện trong sổ là hơn 1 hectare 9. Hơn 1 hectare 9 đất của chúng ta đã có sổ. Đất tọa lạc tại xã Nam Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Trên mảnh vườn này bây giờ vào cô chú chị và các bạn chúng ta sẽ được thu hoạch cà phê và hồ tiêu. Cà phê cho thu chính như thế này của chúng ta thì có 1.200 cây. Cà phê còn lại của chúng ta thì bước vào năm thứ 3, giai đoạn cho thu bói. Hồ tiêu của chúng ta năm nay thì ước đạt sản lượng rơi vào khoảng là 1 tấn thôi. Bởi vì về cơ bản, hồ tiêu của chúng ta là hồ tiêu đã lớn tuổi rồi nha mọi người. Trong vòng 1-2 năm tới thì đây sẽ là một trong những mảnh vườn đông đặc cà phê, và toàn bộ cà phê của chúng ta sẽ cho thu hoạch chính. Quan trọng hơn đó chính là giá bán mà bác chủ nhà đưa ra dành cho mảnh vườn này là một mức giá rất là thiện chí, cần bán. Mức giá mà bác chủ nhà đưa ra dành cho mảnh vườn này chỉ có 2 tỷ 300 triệu có thương lượng. Tổng diện tích của chúng ta là 2,4 hectare, sổ của chúng ta là 1,9 hectare, đã có sẵn nhà ở, điện nước đầy đủ. Bây giờ vào thì chúng ta còn được thu hoạch cà phê và được thu hoạch hồ tiêu. Khoảng cách đi tới trung tâm trường chợ cũng không quá xa, mà bác chủ nhà chỉ đưa ra mức giá bán là 2 tỷ 300 triệu có thương lượng. Cô chú chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này thì vui lòng theo dõi hết video, bởi vì ở trong video này mình quay rất là chi tiết, quay tường tận từng góc của mảnh vườn để cô chú chị và các bạn chúng ta nắm được hết. Thì cà phê đang cho thu chính của chúng ta thì có khoảng 1.200 cây đang cho thu chính như thế này. Cà phê năm nay cực kỳ sai trái, báo hiệu cho cô chú chị và các bạn chúng ta một mùa vàng bội thu. Phần cà phê còn lại của chúng ta thì bước vào năm thứ 3, giai đoạn cà phê cho thu bói. Lát nữa thì mình sẽ di chuyển sang khu vực hồ tiêu và mình sẽ quay chi tiết về hồ tiêu để cô chú chị và các bạn chúng ta sẽ nắm được tổng cảnh quan của mảnh vườn. Quan trọng hơn, bây giờ vào cô chú chị và các bạn chúng ta mua, chúng ta sẽ mua được cái thế đất cực kỳ đẹp, thế đất bằng và thoải nhẹ, ao hồ, nước tưới bao la. Đặc biệt, mảnh vườn của chúng ta nằm ở vị trí khuất gió, thích hợp để cô chú chị và các bạn chúng ta chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ở phía trên thì bác chủ nhà cũng có trồng sầu riêng, tuy nhiên số lượng sầu riêng không nhiều nha mọi người. Và mảnh vườn của chúng ta khuất gió, bởi vậy tán sầu riêng rất là đẹp. Cà phê của mảnh vườn này thì cô chú chị và các bạn chúng ta thấy được, cà phê không chê ở điểm nào, những cây cà phê đang cho thu chính 1.200 cây.
Tuyến đường này thì đã có điện rồi nha mọi người. Và mảnh vườn của chúng ta ấy, có hai ngôi nhà và hai ngôi nhà đều đã được kéo điện. Ở khu vực này thì người dân sinh sống tại chỗ cũng khá là đông. Bởi vậy cô chú anh chị và các bạn, chúng ta mua bán mảnh vườn này, nếu mà như cô chú anh chị và các bạn chúng ta không muốn ra ngoài trung tâm chúng ta ở, thì chúng ta có thể sinh sống định canh định cư trên chính mảnh vườn của mình, để cô chú anh chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp, chăm sóc cây trồng được tốt hơn. Với mảnh vườn này thì trong vòng 2 năm tới, khi mà toàn bộ cà phê của chúng ta ở phía trên đều đang cho thu hoạch chính, bước vào giai đoạn cho thu hoạch chính, thì khi đó mảnh vườn của chúng ta sẽ có tổng diện tích là 2,4 hectare cà phê đông đặc, cà phê cho thu hoạch chính toàn bộ nha mọi người, trong vòng 2 năm tới. Còn hiện tại với mảnh vườn này thì theo sản lượng mà bác chủ nhà ước đạt ấy, năm nay thì rơi vào khoảng là 1 tấn tiêu và rơi vào khoảng là 4 tấn cà. Như thế thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta năm nay tổng cộng thì khoảng là 5 tấn. Thì cái số lượng này so với lại tổng diện tích thì số lượng này nguồn thu hơi yếu. Tuy nhiên thì với mảnh vườn này, cô chú anh chị và các bạn chúng ta càng về lâu về dài thì cây trồng càng phát triển, khi đó mảnh vườn của chúng ta sẽ mang lại lợi nhuận kinh tế cao hơn. Tới đây thì mình xin nhắc lại thông tin của Thửa Đất một lần nữa để cô chú anh chị và các bạn chúng ta nắm được tường tận về vị trí thửa đất của chúng ta tọa lạc tại thôn Bùng Binh, xã Nam Đàn Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Về khoảng cách đi tới trung tâm trường chợ, ủy ban xã thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta mất khoảng 7 cây số. Khoảng cách từ đây cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi ra tới đường nhựa thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta mất khoảng là 3 cây số. Ở khu vực này thì đã có điện lưới rồi. Bây giờ vào cô chú anh chị và các bạn chúng ta chỉ việc dọn đồ vào, chúng ta ở trong nhà và chúng ta chăm sóc cây trồng nữa thôi. Nhà thì chúng ta có 2 căn, một nhà gỗ và một nhà xây. Chúng ta có sân rộng rãi để phơi nông sản. Mảnh vườn này thì về cơ bản bác chủ nhà đã phủ kín bằng cà phê. Sau này là một vườn cà phê đông đặc là 2 mẫu 4 nha mọi người. Sổ của chúng ta là 1 mẫu 9. Ngoài ra thì với mảnh vườn này có vị trí khuất gió, bởi vậy cô chú anh chị và các bạn chúng ta có thể chuyển đổi cơ cấu cây trồng thoải mái. Hồ tiêu như thế này của chúng ta thì có gần 400 trụ và 400 trụ này còn khá là đẹp. Tức là mình trừ đi những cái trụ giặt dẹo rồi. Còn những cái trụ mà đang cho thu như thế này thì chúng ta có gần 400 trụ. Năm nay lượng trái trên hồ tiêu cũng khá là nhiều. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta mua, bây giờ chúng ta sẽ được thu hoạch cà phê và hồ tiêu. Còn về sầu riêng thì bác chủ nhà cũng trồng khá là nhiều, rơi vào gần 100 cây. Gần 100 cây sầu riêng được trồng rải rác trong vườn. Ở phía ngoài, phía mặt đường thì chúng ta có bơ. Và mặt đường của chúng ta dài hơn 200 mét. Mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 2 tỷ 300 triệu có thương lượng. Cô chú chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này, vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Thông qua số điện thoại này thì mình sẽ được gửi tới cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về sổ sách, đồng thời cung cấp tuyến đường tốt nhất để cô chú anh chị và các bạn chúng ta tới được vườn. Đây là một trong những mảnh vườn mà bác chủ nhà đang thiện chí bán, cần bán để chuyển đổi lấy vốn nha mọi người. Và đây cũng chính là cơ hội để cô chú anh chị và các bạn chúng ta sở hữu một mảnh vườn với hình thể vuông vắn, thế đất thoải nhẹ, ao hồ nước tưới bao la, ở vị trí khuất gió, một mảnh vườn rất là thích hợp để cô chú anh chị và các bạn chúng ta chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp. Trên đây là toàn bộ thông tin về thửa đất mà mình muốn giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau tham khảo ở trong video này. Tới đây thì thời lượng của video này cũng hết rồi. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn chúng ta đã dành thời gian theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.